ty, một tập đoàn mang tên Đám Đông số 1 Thôi Đâu. Thành lập ra quan với ý tưởng là gì? Sẽ quy tụ đám đông số 1 toàn cầu này để thực hiện nền kinh tế chia sẻ đích thực. Ngày hôm nay nếu như một cá nhân để xây dựng, để phát triển thì cái chuyện đó ai làm nhiều hưởng nhiều, ai làm ít hưởng ít. Nhưng cái điều của Gohan nó độc đáo hơn, nó tinh hoa hơn, nó tuyệt vời hơn, đó chính là gì? Cả cộng đồng trên toàn thế giới này gộp lại chia sẻ cho tất cả bằng nhau. Hợp lý. Crowdfund xây dựng cái nền tảng đám đông thu hút cộng đồng trên toàn cầu này để thực hiện nền kinh tế chia sẻ và loại trừ cái vấn đề là gì? Huy động vốn. Vậy thì tôi giải thích luôn, tôi chứng minh cho các anh chị, ở đây Crowdfund không phải huy động vốn. Mỗi người, mỗi thành viên tham gia là gì? Là phải có chứng minh nhân dân, phải có passport, phải có email, phải có số điện thoại để đăng ký và KYC để họp luật pháp quốc gia tại Liên minh châu Âu. Và 99 đồng nhỏ nhất, nhẹ nhàng nhất, bất kỳ ai cũng có. Nơi nào có được cộng đồng lớn thì dĩ nhiên có những sản phẩm tinh hoa nổi tiếng, những tập đoàn khác tìm tới. Cụ thể Alphago, người ta đã tìm đến với là gì? Với một công ty crowdfund là mấy triệu người để người ta chia sẻ và tặng cái cổ phiếu trong cái kế hoạch IPO. Cho nên là các anh chị sở hữu luôn cổ phiếu, cổ phần của gì ạ? Của Alphago cách đây mấy tháng. Và rồi tiếp tục không dừng lại ở nơi đó. Nơi nào có đám đông, nơi nào đó mà là gì? Nổi tiếng thì lại có những công ty, những nhà tài phiệt, những cái tập đoàn nổi tiếng mang những dòng sản phẩm tối ưu tới hợp tác với Crowdfund. Đó chính là gì? Mister. Mà Mister là gì? 50% dân số trên thế giới này là gì? Người ta thích chơi kèo. Và những nhà tài phiệt, những nhà tiểu phú, những người tỷ phú, những người nổi tiếng trên thế giới, người ta thích chơi cá cược, casino v.v. Và cái khoản tiền đó hợp tác với Crowdfund 50-50 để gì? Mới mang lại cái gì ạ? Lợi nhuận, giá trị tài chính chia đều cho tất cả các thành viên. Cho nên ông ta là một tỷ phú, ông ta đã từng cách đây 20 năm ông ta đã là gì? Được ba công ty hợp tác cùng với ông ta đưa lên trên cái sàn chứng khoán ở thượng hạng. Thế thì ngày hôm nay, Crowdfund là công ty cuối cùng, là công ty duy nhất, là công ty còn lại chính ông ta để ra, chính ông ta tạo ra, chính ông ta sinh ra nó. Thì còn gì ba cái công ty của người ta mà ông còn đưa lên là gì? Là công ty đạt tới tỷ đô. Thế thì cơ quan mà ông sinh ra, ông tạo ra, ông lại là tỷ phú thì ông không cần gì cái 99 đồng của anh chị em để gì? Để gom hết tất cả và lấy cái tiền đó đầu tư rồi là gì? Mang lại trả lợi nhuận cho các dịch. Nên Crowdfund không, no, huy động vốn. Và ông ta lại tiếp nhận nhiều cái con đường để thực hiện quy tụ đám đông. Tại sao có nhiều hình thức đó, nhưng mà tại sao ông ta không lựa chọn mà ông ta lại lựa chọn con đường network marketing? Bởi vì truyền khẩu gọi tăng tới ngày hôm nay không có một nơi nào, một đối thủ nào có thể địch lại cái con đường network marketing qua kế hoạch truyền khẩu bội tăng. Và chính vì điều đó cho nên ông ta loại luôn những cái nhược điểm của ngành network marketing đã từng tồn tại, đã từng phát triển. Đó là những mặt hạn chế mà không khắc phục được. Thì ngày hôm nay Johan với đội ngũ chuyên gia nổi tiếng đình đám của thế giới
đã chọn cái con đường network marketing để ứng dụng vào sự tốc độ và phát triển lan tỏa tại Cloud One. Chính vì vậy, nếu như ngày hôm nay Johnny Hùng Lê đứng ở đây mời gọi tất cả các thành viên vào đây để gì? Nhằm mục đích bao nhiêu tiền phần trăm giới thiệu thì điều đó không nhân văn. Loại luôn. Ở đây không có hoa hồng trực tiếp. Hay như vậy, kinh tế chia sẻ là gì? Cả cái thế giới này gộp lại để chia sẻ lợi nhuận cho những ai đam mê khát vọng hoài bão và có niềm tin ở nơi đó trở nên thành công. Không cần cái trực tiếp. Và rồi, một cái đầu tỷ phú Bill Gates giàu có nổi tiếng lừng danh của cả cái thế giới này, ông ta cũng đã từng nghĩ là gì? Nếu như vừa trả lương cho nhân viên, cho thành viên của mình, cho cộng đồng của mình mà còn trả lãi nữa thì mời cái ông tỷ phú đó cũng tin. Cho nên là gì? Ông không chọn cái con đường ủy thác đầu tư. Cho nên chúng ta đang hợp tác với một tỷ phú và chỉ hơn có một năm thôi thì tức ngày hôm nay tại thị trường Việt Nam sắp xỉ trên gần 30.000 người trên khắp cả nước. Trên thế giới này là về trên 6 triệu người. Và ai ai cũng nở nụ cười trên môi hạnh phúc. Từ một người bình thường tới ngày hôm nay, người ta thay đổi mọi thứ, cả hàng ngàn người. Nếu ai đó bán một sản phẩm là bảo rằng là gì? Hãy sử dụng đi. Nhìn thấy Nguyễn Thị A, Lê Thị B là gì? Để có nhân chứng. Thì ngày hôm nay tôi nói với anh chị em rằng hàng ngàn người ở Việt Nam này có mức thu nhập từ hàng trăm trở lên. Chúng ta đi tìm hạnh phúc, chúng ta đi tìm sự lựa chọn, sự nỗ lực để thực hiện ước mơ và giấc mơ. Ước mơ mong muốn không những là cho chính mình mà còn giúp cho nhiều người đi theo mình để học với những cái gặt hái thành công. Và ngày hôm nay dưới cái hệ thống thành viên thân yêu tuyệt vời của tôi là gì? Sau biết được đủ cái ước mơ khát vọng hoài bão của tôi khi bắt nhịp được cái điều mà ông tỷ phú CEO Johan này ông nghĩ gì, ông muốn gì thì cái trái tim tôi bắt được cái nhịp cầu tri âm đó mà tôi thực hiện cái điều mong mơ ước muốn đó. Và cái ước muốn đó tôi muốn trở thành người một là số một hoặc tệ lắm là phải là người số hai. Thế mà ước mơ đó, ước mơ đơn giản đó, ước mơ bình dị đó bây giờ trở thành Johnny Hùng Lê, là người sau Mr. Vũ có thu nhập cao nhất tại thị trường Việt Nam. Thấy con đường tôi đi là sáng suốt, con đường tôi tìm thấy tôi đi là gì? Là gì? Là Kim Chí Nam. Con đường mà tôi tìm để tôi đi là gì? Sẽ đưa tôi đến đến đến. Các anh chị, cho dù đến công ty nào, cho dù đến cái tổ chức nào, cho dù đến cái công việc nào thì cái mục tiêu cuối cùng của tất cả là gì? Tìm con đường để đi nhanh tới đích. Vậy thì ngày 15 tháng 6 này, cái sự kiện đó nó sẽ làm chấn động vì sự chờ đợi của 6 triệu con người và hàng tỷ con người ở bên ngoài đang chờ, đang đợi, đang khát khao ngày ấy sẽ đến. Vậy thì các anh chị thấy rằng là gì? Tiền tự nhiên, tiền nó sẽ xuất hiện. Cái lòng yêu thương, hãy đem cái nhân văn, hãy đem cái tiến bộ của một thời đại mới để chúng ta hãnh diện, để chúng ta được trân trọng, để chúng ta được tự hào và có cái tâm tình để giúp đỡ cho tất cả những ai đi theo mình
đều có được cơm ăn áo mặc, đều có thu nhập cao, đều tăng danh hiệu. Và cuối cùng, tôi xin thề là toàn thể quý vị anh chị em một dịp sâu nhất bây giờ gửi đến toàn thể quý vị, toàn thể anh chị em một lần nữa là gì? Hãy nâng lên tình yêu thương, trừ đi căm giận, loại bỏ kẻ thù bằng sức mạnh nghĩa nhân, và nơi đây Dragon sẽ là chân lý để cho các anh chị tiến lên đỉnh cao tài chính. Hiện tại bây giờ có những cái vấn đề đó là gì? Di cư từ nơi này qua nơi khác để làm gì ạ? Để mục đích làm gì ạ? Để có phải là tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn không? Tại sao người ta phải di cư? Tại sao người ta phải đi như thế? Có phải mục đích đi qua bên đó để kiếm được thêm một thu nhập không? Để gửi về cho chúng ta không? Thì ngày hôm nay với một phương pháp mới, họ y tìm là gì? Tìm dồn về một người, thì ngày hôm nay họ tạo ra các đường dẫn để làm gì? Số tiền này chia sẻ cho nhiều người hơn. Nó giống như cái việc là gì? Thay vì Mai Linh hay là Vinasun hay các hãng taxi nó chỉ dồn tiền về trong một nhóm người, thì ngày hôm nay Grab và Uber nó tạo ra cuộc cách mạng mới, tiền chia cho nhiều người hơn. Khi cuộc chúng ta cuộc sống tốt hơn thì con cháu xung quanh bà con chúng ta sẽ tốt hơn. Mà khi con cháu bà con xung quanh tốt hơn thì nó sẽ không có hiện tượng di cư nữa. Nó không có hiện tượng bay đi nơi này xứ người xứ kia để làm gì? Bỏ chúng ta.